Chào các bạn, với cái cấu trúc này chúng ta có nhiều thứ để nói đây các bạn. Nó có là I like something là tôi thích thứ gì đó, hay là I don't like something là tôi không thích thứ gì đó. Nhưng còn nữa, I like to do something là tôi thích làm cái gì đó thì có nghĩa là gì? Hay là I like doing something có nghĩa là gì các bạn nha? Mình xem xét trong từng ví dụ cho từng cấu trúc thì mình mới có thể hiểu rõ được các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Bây giờ chúng ta nghiên cứu cái cấu trúc đầu tiên, nó kết hợp cả hai cái lại. Một là like something, hai là thêm cái chữ doing ngay giữa để thể hiện một cái ý là mình đang nói cái sở thích chung chung. Có nghĩa là bình thường tôi thích như thế thì đó là sở thích chung chung các bạn nha. Ví dụ như bình thường mình phát lên mình nói I like an iPhone, tôi muốn một điện thoại iPhone, tôi muốn một chiếc iPhone. iPhone là điện thoại của hãng Apple đó các bạn nha. Thì cái này đó không phải nói cái sự cấp thiết là mình muốn ngay bây giờ. Tuy nhiên nó cũng không phải diễn đạt cái sở thích chung chung một cách rõ ràng. Bạn nói I like an iPhone thì nói bây giờ cũng được, hay là mình nói sở thích chung chung cũng được, không vấn đề các bạn ha. Nhưng cái động từ like này để diễn đạt là mình thích cái gì đó, thì mình thích một cái thì mình dùng cái mạo từ hoặc anh. Mình thích nhiều thì mình thêm S vào danh từ thôi các bạn ha. Thì I like an iPhone là tôi thích điện thoại iPhone. You like money, bạn thích tiền. You like money thì cái này đó là diễn đạt á, cũng là cái sở thích chung chung là thích tiền. Nói chung vậy thôi chứ không phải là bây giờ tôi muốn có tiền thì nó khác ha. You like money, I like money, everybody likes money, everybody likes money, mọi người đều thích tiền ha. She likes pets, cô ấy thích. Thích mà ở ngôi thứ ba số ít là phải thêm S vào. Còn bình thường you like, I like không thêm S, mà she hoặc là he thì phải là likes. Like có cờ trước nha. Like không rơi âm cờ xuống. Likes. She likes pets. Pets số nhiều, không thêm mạo từ nhưng mà thêm S ở phía sau. She likes pets, cô ấy thích thú cưng các bạn nha. You like him, right? Bạn thích anh ấy, phải không? You like him, right? You like. Các bạn rất khó để nghe được cái từ like, giống như khi mình nói tiếng Việt các bạn nha, mà là like. Tại cái âm I là âm ngắn, mà kèm với cái âm chặn hơi đi liền ở phía sau nữa, cho nên các bạn nghe là like. Là you like him. Chứ không phải you like him. Mình nói you like him thì trong tiếng Việt, người Việt mình với nhau thì dễ nghe đấy. Nhưng mà mình nói cho người Mỹ thì họ hơi vất vả một chút. Hay là họ nói ngược lại, họ nói là like, thì mình không biết có lại gì luôn. Tại vì cái cách phát âm thường ngày của mình nói là like mà ha. Cho nên là nguyên âm mà giống nhau, cái cách phát âm mà giống nhau thì mình dễ nghe nhau và hiểu nhau hơn các bạn nha. You like him, right? Bạn thích anh ấy, phải không? Yeah. He likes playing sports. Anh ấy thích chơi thể thao. Thì cái này, like doing something là diễn đạt cái sở thích các bạn. He likes playing sports. Anh ấy thích chơi thể thao. Nha, yeah. Diễn đạt cái sở thích. Sports. Tại vì nói thể thao nói chung nhiều môn cho nên mình thêm S vào. We like having fun. Chúng tôi thích vui vẻ thôi. Have fun là vui vẻ các bạn. We like having fun. Chúng tôi thích vui vẻ. Cũng là diễn đạt cái sở thích chung chung các bạn nha. They like being famous. Họ thích trở nên nổi tiếng. Lúc này mình phải dùng động từ to be thêm in vào thì mới diễn tả được với một tính từ các bạn ha. To be famous là nổi tiếng. Thì like thì phải being famous. Like doing something, hay là động từ to be cộng với một tính từ being gì đó là trở nên gì đó các bạn ha. They like being famous. Famous.
They like being famous. Họ thích trở nên nổi tiếng. I like having you beside me. Anh thích có em ở bên cạnh anh. Nghe rất là mùi mẫn các bạn ha. I like having you. Có em, having you beside me. Beside, beside, beside. Yeah, yeah, beside. I, side, side. Âm I rồi tới âm đờ liền cho nên đọc là beside, beside. Chứ không đọc beside, âm ờ ra không mà không có âm đờ thì các bạn phát thiếu âm đờ. Chứ không phải là các bạn nói nghe nó rõ ràng đâu nha. Các bạn nói như vậy thì người Việt mình nghe mình hiểu beside, beside thì mình hiểu. Nhưng mà trong tiếng Anh người ta nói beside, beside, beside. Âm đờ ra nó chặn cái hơi của âm I lại liền cho nên là beside, beside me. Beside me, beside me. I like having you beside me. Anh thích có em ở bên cạnh anh. Hay là nói ngược lại, em thích có anh ở bên cạnh em cũng được ha. Hai người yêu nhau mà nói với nhau cái này là rất hay các bạn nha. Cái cấu trúc thứ hai này là like to do something. Là nói về cái ý muốn hiện thời. Cái động từ like vẫn là thích thôi các bạn. Nhưng mà thích bây giờ nè. Bây giờ tôi đang nói là tôi đang thích bây giờ nè. Thì mình dùng cái cấu trúc là like to do something. Like to do something. I like to stay and play games. Ví dụ như khi đi du lịch, cái đi đến cái khách sạn, cái mọi người chuẩn bị đi tham quan thắng cảnh ở đâu đó, cái có một người nói là tôi thích ở lại và chơi games. Thì lúc đó là đang nói cái thích hiện thời nè, chứ không phải là sở thích chung chung và ở đâu đó, mà là cái thích hiện thời. I like to stay. Thay vì nói là I like staying, tôi thích cái việc ở lại, còn này là tôi thích ở lại. Tôi thích ở lại khách sạn bây giờ nè. I like to stay. I like to stay and play games. Play games. Âm A ở đây. Gay. Game. Game. Âm A rồi tới âm M chứ không được đổi thành âm E là game. 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 Không được nha. Là gay. Game. Game. Games. Games. I like to stay and play games. Hay là tôi lấy hai cái ví dụ kèm với nhau nè các bạn. He likes swimming. Anh ấy thích đi bơi, là đang nói cái sở thích của anh ấy là đi bơi. Sở thích chung chung nha. He likes swimming. So now he likes to go swimming. So now he likes to go swimming. Anh ấy thích đi bơi, cho nên bây giờ anh ấy thích đi bơi. Có nghĩa là giống như đi đến khách sạn rồi, mọi người nói là ai đi tham quan nào, ai đi đâu, ai đi đâu. Thì đó, mình nói về một người thứ ba, mình nói là cái sở thích anh ấy là đi bơi. Cho nên anh ấy thích đi bơi. Thích đi bơi là thích đi bơi bây giờ nè. Bây giờ anh ấy chuẩn bị đi bơi nè. Là anh ấy thích đi bơi bây giờ. Còn cái này là sở thích của anh ấy là bơi lội. Cho nên bây giờ anh ấy thích đi bơi. Cái ý nghĩa nó vậy nha các bạn. He likes swimming. 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 So now he likes to go swimming. She likes to go sightseeing. She likes to go sightseeing. Cũng là cái tình huống mà đi đến khách sạn rồi xem có ai đi đâu. Thì cô ấy thích đi ngắm cảnh. Sightseeing là đi ngắm thắng cảnh đó các bạn ha. Bây giờ cô ấy thích đi ngắm cảnh. She likes to go sightseeing. Sight, sight. Cái âm I xong rồi tới âm thờ liền là sight, sight, sight. Âm nghẹn, sightseeing. Sightseeing. She likes to go sightseeing. They like to go shopping. They like to go shopping. Còn cái cặp kia kìa là họ thích đi mua sắm. Họ thích đi mua sắm là cái thích bây giờ luôn nha. They like to go shopping. They like to go shopping. Họ thích đi mua sắm. Shopping. Âm A dài. Shop. Shopping. Shopping. They like to go shopping. They like to stay at the hotel. They like to stay. They like to stay at the hotel. Hotel. They like to stay at the hotel. Giống như câu trên I like to stay, mà này cụ thể hơn stay at the hotel. Ở lại khách sạn. We like to have a party this evening. Chúng tôi thích có một buổi tiệc vào tối nay. Có nghĩa là chúng tôi thích làm một cái buổi tiệc vào buổi tối nay để mọi người cùng chung vui.
Thì cái này like to do something là để diễn tả cái thích ở hiện thời, cho nên mình dùng là like to have. À, we like to have a party. Âm A dài. A, pa, 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 party, party, party. We like to have a party this, eh, the, the, this, this evening, evening. Từ này là từ có hai âm tiết các bạn. Âm đầu tiên là âm y dài, y rồi tới v liền, y, v, v, y, y, rồi phía sau âm tiết phía sau là ning, evening, 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 chứ đừng đọc là evening. Mặc dù đọc cái đó cũng được, người ta nghe người ta vẫn hiểu evening, hiểu nha, mà là evening thì hay hơn. Evening, evening, we like to have a party this evening. Rồi bây giờ một vài ví dụ của I don't like xem nào. Don't like, I don't like to go shopping. I don't like to go shopping. Tôi không thích đi mua sắm đâu, tôi không thích đi mua sắm đâu. Mình vẫn đang diễn tả cái sở thích hiện thời, nhưng mà mình nói là tôi không thích đi mua sắm đâu, tôi chỉ thích đi bơi thôi nha. Thì đang nói cái sở thích hiện thời làm gì đó, đang nói cái thích hiện thời làm cái gì đó, thì mình dùng like to do something. I don't like to go shopping. To go shopping. I don't like going shopping. Là cái này nói về sở thích chung chung rồi các bạn. Tôi không có thích việc đi mua sắm đâu các bạn ơi, bình thường tôi không thích đi mua sắm. Là mình đang nói chung chung. Còn trên này nè là bây giờ thôi, là tôi không thích đi mua sắm bây giờ thôi, chứ bình thường thì tôi thích. Trong tiếng Việt mình hay nói là bình thường thì tôi thích đi mua sắm lắm, nhưng bây giờ thì tôi không thích. Thì trong tiếng Anh á, cái diễn tả like going shopping hay là like shopping, like cộng với động từ thêm ing, nó khác với lại like to do. Dư một chữ to đây các bạn, like to go. I don't like going shopping. Bình thường tôi không có thích đi mua sắm đâu. Cái này là sở thích, còn cái này là cái thích hiện thời. Cái thích hiện thời đôi khi nó không ảnh hưởng đến sở thích đâu các bạn ha. Tại bình thường mình thích vậy, như hôm nay không thích thôi nha. Yeah. I don't like an apple. Tôi không thích một quả táo. Có khi là tôi thích quả cam chẳng hạn. I don't like an apple. I don't like an apple. Apple. A, apple. 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 I don't like an apple. I don't like eating apples. Đây nói về sở thích, tôi không có thích ăn táo. Tôi thích ăn thứ gì khác kìa, tôi thích ăn cam, tôi thích ăn gì đó, nhưng mà tôi không thích ăn táo. Thì cái chữ táo ở đây đó, apples, thêm S vào. I don't like eating apples. E, âm y dài. E, eating, eating. Nếu không có thêm ing vào thì mình nói là eat. Âm y cho tròn rồi mới phát âm th. Eat, e, 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 eat. Eat, đừng có nói là eat, eat, ha. Eat, eating, eating. I don't like eating apples. Hay là I like eating apples. Các bạn ha. I don't like to read books. Là nói bây giờ tôi không có thích đọc sách đâu. Bây giờ tôi muốn chơi thôi. Chứ bây giờ bắt đọc sách nữa thì chán lắm. Bây giờ mấy đứa trẻ nó hay nói như thế các bạn ha. I don't like to read books. Bây giờ thích làm gì đây ta? Bây giờ không thích đọc sách đâu ha. Tôi đang nói bây giờ thôi. Mình dùng cấu trúc là like to read mà, like to do something. I don't like to read books. Read, đừng đọc là read, read nha. Đó là tiếng Việt, tiếng Anh âm y dài. Read, e, read, read. Âm y xong rồi mới tới đờ. E, read, read, read. Books, book, book. Không rơi âm cờ xuống thì mình rưa ra âm S luôn. Book, book, book. Giữ hơi nè. Book, book. Chuyển, giữ hơi xong chuyển mà không rơi cái hơi xuống luôn ha. Book, books, books. Read books, read, read books. I don't like to read books. Hay là I don't like reading books. Là tôi không có thích đọc sách, bình thường không thích đọc sách. Yeah. Xem phim thì được, nghe thì được, nhưng mà không có thích đọc sách. Đây đang nói về sở thích. Còn cái này là bây giờ tôi không có cảm giác thích đọc sách. À, bây giờ thôi. Rồi. Reading, reading, read, reading. Đừng đọc là reading, reading. Đó là tiếng Việt là reading, reading.
Reading books. Usually I like going out. Usually I like going out, but now I don't like to go out. Tôi lấy cái ví dụ để cho các bạn thấy hai cái vế nha, hai cái vế rõ là bình thường người ta không có nói như thế này đâu, nhưng mà tôi ghép vào để cho các bạn hiểu cái ý tôi muốn nói là hai cái cách nói, một là về sở thích, hai là cái thích hiện thời. À, rồi, mình đọc thử. Usually. Cái chữ này là chữ you hay là chữ u không cũng được, you. Usually. Chữ z ha, usually. Usually. Đừng đọc là usual, đừng đọc usual giống như cái cách mà mình vẫn hay nghe. Usually không đúng mà usually. Usually. I like going out. Going out là đi ra ngoài chơi ha. But now I don't like to go out. To go out. Go out. Usually I like going out, but now I don't like to go out. Các bạn ha. Với những cái cách diễn đạt hồi nãy giờ chúng ta nói thì chúng ta có các cái câu hỏi như thế này. What do you like? Câu này cũng có thể hỏi về sở thích, cũng có thể hỏi về ý thích hiện thời các bạn ha. Còn cái câu dưới, what do you like to do? Bây giờ thích gì nào? Thì thêm kiểu to do vào để muốn diễn tả là like to do something. À, thì là mình thấy người kia với mình đang ngồi buồn chán quá, cái mình hỏi là what do you like to do? Còn cái câu này nó thiên về sở thích hơn, what do you like? Là bình thường thì thích gì? Ví dụ vậy các bạn ha. What do you like doing? What do you like doing? What do you like doing? Thường bạn thích làm gì? Thì nó cũng cụ thể hơn là like doing something. Các bạn ha. What are your hobbies? What are your hobbies? Sở thích của bạn là gì nào? Cái chữ hobbies này đó là nói những sở thích. Thì sở thích như đọc sách nè, đi bơi nè, nghe nhạc nè, xem phim vân vân. Thì đó là hobbies. Hobbies. Hobby, không, chữ B và Y dài đó là một sở thích ha, còn này là thêm ES vào để nói là số nhiều của hobby ha, là hobbies. What are your hobbies? What are your hobbies? Sở thích của bạn là gì nào? Thế đấy các bạn, chỉ một cấu trúc ngắn thôi, thích không thích, như vậy mà chúng ta có nhiều cách diễn đạt khác nhau. Các bạn tìm thêm cái cấu trúc này xem trong cái từ điển câu của Lang Kingdom nó cung cấp cho ta bao nhiêu câu hay các bạn ha. Và nhớ tại từng câu như vậy đó, các bạn phải dừng lại để học phát âm cho từng từ, đặc biệt là các từ mới. Các bạn ha, bây giờ mình tham khảo thử cách mình làm thế nào để tìm trong Lang Kingdom. Trong cái cụm từ mình mới vừa học đó các bạn, tôi chỉ gõ vào đúng cái cụm I like thôi. Thì các bạn thấy tôi có thể tìm được rất nhiều câu trong cái app Lang Kingdom. Và tôi chọn cái câu là yes I like it very much. Thì đó, nó hiện ra một danh sách, một rừng các câu liên quan đến cái này. Câu liên quan là sao? Mình nói I like it very much thì nó cho mình nhiều cái cách nói I like nữa, để mình có thể thể hiện trong rất nhiều các cái tình huống khác nhau. Và mỗi câu các bạn thường là có các cái âm thanh giọng đọc bản xứ cho mình. Mình có thể nghe, chọn nghe rất nhiều các cái câu liên quan. Tôi giả sử tôi chọn nghe một hai câu cho các bạn. Do you like cities? Các bạn thấy không? She likes orange. It wasn't bad. I like it. Đấy các bạn, mình học ở trong đây, mình tìm nhiều câu liên quan. Từ một câu liên quan, mình có thể chọn được rất nhiều câu liên quan nữa. Và với mỗi câu, mình đều có thể luyện giọng của mình, các bạn nha. Yes, I like it very much. Đấy các bạn.